Kênh bất động sản Phan Hảo và Đồng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em có cái lô đất nằm mặt tiền đường bê tông nha quý anh chị. Thuộc xã Tâm Phước, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu nha. Hôm nay em có lô đất là tổng diện tích lô đất của mình là ngang 7, sâu là 32. Ngang 7 sâu dài vô là 32 nha quý anh chị. Có 100 thổ cư. Nói chung là giá đang ngộp chủ bán nhanh là chỉ có 1 tỷ 150 thôi à. Chỉ có 1 tỷ 150 triệu nha quý anh chị. Đó, nói chung là chủ đang ngộp muốn bán nhanh cái giá này nha, giá chốt nha quý anh chị. Quý anh chị nào thiện chí gặp trực tiếp chủ làm việc thôi. Nói chung là đường bàn cờ thông tứ hướng hết nha. Gần trường chợ trường học các thứ nha quý anh chị. Ủy ban cũng gần luôn nha, gần xã Tâm Phước luôn nha quý anh chị. Đây, lô này nha. Kế bên nhà này. Lô này. Em xin nói lại cái diện tích là ngang 7, sâu 30 m, có 100 thổ cư. Để em quay cái sổ cho quý anh chị xem nha. Đường bàn cờ thông tứ hướng đó nha quý anh chị. Quý anh chị nào mà thích lô đất thì liên hệ cho em nha. Đây, dân cư ở cũng đông đúc rồi nha quý anh chị. Mặt tiền mình là mặt tiền đường bê tông nha quý anh chị. Quý anh chị nào mà thích cái diện tích đất này liên hệ cho em, ngang 7 m, sâu 30 m, có 100 thổ cư nha. Mà chủ đang thật sự đang kẹt tiền, bán nhanh gọn lại, bán trong thời gian nhanh thôi nha, nên là bán giá chỉ có 1 tỷ 150 triệu thôi, 1 tỷ 150 triệu nha quý anh chị. Quý anh chị nào mà thiện chí alo cho em nha, rồi để em quay sổ cho quý anh chị xem. Đây, Phước Trinh, xã Tâm Phước nha quý anh chị, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu nha. Thửa đất và tổng diện tích của mình là 221,4 m² nha. Nó sử dụng là 100 thổ cư nè. Tờ bản đồ 11 thửa 545 nè. Đây, sổ mình đây. Rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Ngang 7 nè, sau 31 nè, đường ô tô vào tới nơi luôn nè, không? Rồi, cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên nha, một like, một đăng ký kênh nha.